Hello, thầy xin chào tất cả các bạn học sinh yêu quý của thầy. Và hôm nay thì thầy sẽ dạy các bạn một nội dung khá là quan trọng của chương 1, đó chính là cách để chúng ta viết được một cái phương trình dẫn điều hòa như thế nào. Đây là một nội dung mà gần như trong tất cả các bài kiểm tra chúng ta đều sẽ có ít nhất là một câu, đúng không? Vậy trước tiên thì thầy cùng các em đi vào phần phương pháp nhé. Được chưa nhỉ? Nào, vậy để có thể viết được một phương trình dao động điều hòa vật thì chúng ta cần có những cái bước như thế nào và chúng ta cần sẽ làm như thế nào? Thì các bạn cùng tập trung với thầy này. Các em lưu ý là nếu đề bài yêu cầu chúng ta là viết phương trình dao động của vật, tức là ở đây cái phương trình dao động đó chính là phương trình dao động của ly độ nhé. Các bạn nhớ là ở đây chúng ta có ba phương trình dao động điều hòa là ly độ này, vận tốc này, gia tốc này. Nhưng nếu đề bài chỉ nói một câu chung chung là viết phương trình dao động điều hòa của vật thì đó chính là viết phương trình theo ly độ nhé. Được chưa? Thì đầu tiên thầy sẽ có phương trình dạng tổng quát như sau: x bằng a cos omega t cộng phi. Đây. Đúng chưa? Thì bây giờ để có được một phương trình hoàn chỉnh thì các bạn cần đi tìm cái gì? Thứ nhất, bạn cần đi tìm cho thầy biên độ dao động là đi tìm a. Thứ hai, các bạn đi tìm cho thầy omega là tốc độ góc, và thứ ba các bạn đi tìm cho thầy cái phi này chính là pha ban đầu. Vậy chúng ta cần đi tìm ba yếu tố a, omega và pha ban đầu, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có bước 1 như sau. Bước 1 ở đây là các em sẽ đi tính cho thầy cái biên độ dao động. Thì ở đây thầy sẽ liệt kê một số các cái công thức để đi tính biên độ mà hay xuất hiện trong các cái bài của chúng ta. Câu đầu tiên đó chính là hệ thức độc lập thời gian giữa ly độ và vận tốc, và chúng ta sẽ dùng khi nào? Dùng đối với ly độ và vận tốc của vật tại một thời điểm. Ví dụ như đề bài cho chúng ta như sau: tại thời điểm t, giả sử nhá, đề bài cho chúng ta x và cho chúng ta v, thì để gắn kết x và v thì các bạn sẽ sử dụng ngay cho thầy cái hệ thức độc lập thời gian, và nó có dạng là a bằng căn bậc 2 của x bình cộng v bình chia cho omega bình phương. Đây là công thức đầu tiên. Công thức thứ hai cũng là một hệ thức độc lập thời gian, nhưng mà độc lập thời gian giữa vận tốc và gia tốc, và nó có dạng là a bằng căn bậc 2 của gì đây, của v bình chia omega bình cộng a bình chia omega mũ 4. Nhớ ở dưới mẫu là omega mũ 4 thầy nhá. Và cái hệ thức này của chúng ta cũng sẽ được dùng đối với gì, đối với đề bài cho vận tốc và gia tốc tại một thời điểm. Các bạn nhớ bắt buộc phải là tại một thời điểm nhá. Các bạn lưu ý vào, nó sẽ được dùng với vận tốc và gia tốc tại một thời điểm. Các em phải nhớ là hệ thức độc lập thời gian là dùng tại một thời điểm. Nhớ kỹ đó là thầy, đúng chưa? Công thức thứ ba của chúng ta thì a được tính bằng v max chia cho omega. Các bạn nhớ vào. Công thức thứ tư của chúng ta thì biên độ a được tính bằng a max chia cho omega bình phương, lấy gia tốc cực đại chia cho omega bình, được chưa? Các bạn chú ý vào. Và công thức cuối cùng của chúng ta đó chính là l chia 2. Trong đó l của chúng ta ở đây nó chính là cái chiều dài quỹ đạo. Thì các em hiểu này, cái chiều dài quỹ đạo của chúng ta nó chính là khoảng cách giữa biên dương và biên âm. Đó, bạn nhớ nhá. Cái chiều dài quỹ đạo chính là khoảng cách giữa biên dương với biên âm. Rõ ràng là khoảng cách giữa biên dương và biên âm thì nó rõ ràng là bằng 2 lần biên độ. Đấy, các bạn lưu ý vào. Thì đó là cái bước 1 của chúng ta. Được chưa nhỉ? Nào, cái bước thứ hai ở đây là gì? Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tính cái tần số góc omega. Thì tần số góc của chúng ta sẽ có một số các công thức tính như sau: omega bằng 2π chia là chu kỳ, hoặc bằng 2π nhân f, hoặc bằng a max chia cho v max. Các bạn lưu ý này, chúng ta có công thức rồi đây, thầy các nghe thì nháp một chút xíu nhá. Đây, a max của chúng ta thì được tính bằng a omega bình phương, đúng chưa? Còn v max của chúng ta thì được tính bằng a nhân omega. Thì bây giờ nếu bạn lập tỷ số a max chia v max thì nó triệt tiêu a, đúng chưa? Triệt tiêu bằng omega và triệt tiêu bình này phương đi, đúng không? Vậy nó chỉ còn lại omega thôi. Thì các bạn lưu ý cho thầy là omega được tính bằng a max chia cho v max. Cái công thức này rất nhiều bạn bị quên này, nhưng mà nó rất là hay thi này. Các bạn chú ý vào thầy, được chưa? Công thức tiếp theo của chúng ta thì nó sẽ là bằng gì? Căn bậc 2 của a max chia cho a. Đấy, các bạn chú ý cái này vào nhá. Được chưa? Công thức thứ ba của chúng ta thì nó sẽ là bằng công thức cuối cùng ta là bằng v max chia a. Công thức v max chia a này cũng dùng nhiều này. Đó, gọi lưu ý vào. Được chưa? Nào, tiếp theo đó là bước thứ ba. Bước thứ ba là bước mà các bạn hay bị nhầm nhất trong các cái bài của chúng ta. Đó chính là các bạn xác định pha dao động của vật ở thời điểm ban đầu. Các em nhớ là thời điểm ban đầu chính là lúc t bằng 0. Thời điểm ban đầu chính là lúc t bằng 0. Đúng chưa? Vậy các bạn phải nhớ cho thầy cái nguyên tắc lấy pha là gì? Cái này thì đã dạy các bạn trong phần lý thuyết rồi. Pha của vật tại thì ban đầu, tức là thời điểm t bằng 0. Đúng chưa? Thì nguyên tắc lấy pha của chúng ta nó là góc hợp bởi bán kính tại thời điểm ban đầu và cái chiều dương của trục OX. Các bạn phải nhớ cái nguyên tắc lấy pha nhá. Được chưa? Và các em nhớ cho thầy là cái trục OX của chúng ta nó chia đường tròn thành hai nửa, nửa phía trên đường tròn. Được chưa? Nửa phía trên này các bạn chú ý này, nửa phía trên, toàn bộ nửa phía trên. À, các bạn ơi, toàn bộ nửa phía trên thì rõ ràng là pha của chúng ta nó sẽ dương.
Còn vận tốc của vật thì sẽ là âm. Các bạn phải nhớ kỹ điều này vào thầy nhá. Toàn bộ các điểm ở nửa phía trên đường tròn thì pha dao động của chúng ta sẽ dương. Đấy, còn vận tốc của cái thằng hình chiếu thì nó sẽ âm. Cái này là cái nguyên tắc các em phải có để các em làm bài tập, đúng chưa? Còn toàn bộ nửa phía dưới đường tròn, đây. Phần nửa phía dưới đường tròn này thì các bạn lưu ý giúp thầy là sao? Nửa phía dưới đường tròn thì rõ ràng là cái pha dao động của chúng ta nó sẽ âm. Còn vận tốc của hình chiếu thì nó sẽ dương. Phải nhớ đúng nguyên tắc nhá. Pha của chúng ta thì âm. Đấy, còn vận tốc ở đây của chúng ta thì nó sẽ dương. Thì đó là một số các cái nguyên tắc về các bạn sử dụng đường tròn. Và cái thứ hai, toàn bộ nguyên tắc về pha là các em sử dụng theo hàm cốt. Các bạn phải nhớ nhá. Ở đây toàn bộ chúng ta sẽ xét là xét theo hàm cốt. Đó, nên nếu đề bài cho hàm sin thì các em phải đổi ngay về hàm cốt cho thầy. Đây. Được chưa? Lưu ý cách đổi từ hàm cốt sang hàm sin và ngược lại. Thì các bạn lưu ý thầy này. Nếu đề bài cho hàm sin thì các bạn lưu ý cho thầy là từ sin đổi về cốt thì các bạn sẽ trừ đi cho thầy một góc là pi trên 2. À, sin omega t cộng phi. Bạn muốn đổi về cốt thì bạn sẽ lấy cái pha của hàm sin. Sau đó các bạn trừ đi cho thầy một góc pi trên 2. Tức là chúng ta sẽ có ngay là cốt của m hoặc omega t cộng phi và trừ đi pi trên 2. Các bạn phải lưu ý cái vấn đề này cho thầy nhá. Được chưa? Muốn đổi từ hàm sin về hàm cốt chúng ta sẽ trừ đi một góc là pi trên 2. Thì đó là một số cái nội dung về cái phần phương pháp của chúng ta. Thêm nữa thì các bạn phải sử dụng cho thầy linh hoạt đường tròn đa trục. Trục của ly độ thì nằm ngang và chiều dương hướng sang phải. Trục của vận tốc là thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới. Trục của gia tốc nằm ngang chiều dương hướng sang bên trái. Các bạn nhớ vào, được chưa? Vị trí này của chúng ta là vị trí có vận tốc lớn nhất khi đó vật đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Đó thì vị trí này là Vmax. Còn cái vị trí này của chúng ta là có vận tốc nhỏ nhất, tức là vật đang đi qua vị trí cân bằng nhưng mà đi theo chiều âm, lên V ở đây là V min. Đấy, chú ý vào nhá. Thì đó là một số các cái phần phương pháp của thầy. Đấy, còn nếu các bạn muốn kỹ càng hơn thì các bạn có thể đăng ký khóa online của thầy. Thì trong khóa online thì nó sẽ đầy đủ mọi thứ hơn. Đó, thì dạy các bạn thì có chứng minh các công thức cơ. Đấy, thì các bạn lưu ý là muốn kỹ càng hơn, muốn hiệu quả chất lượng hơn, phiếu bài tập đầy đủ thì các em có thể đăng ký khóa online của thầy. Và các em đăng ký sớm thì hiện tại còn đang được tặng sách cơ. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Các bạn có thể đăng ký qua online với thầy thì nó sẽ chi tiết bài bản hơn rất là nhiều. Được chưa? Đăng ký qua online này nó đang được giảm đến 60% học phí. Đó, và lại còn được tặng cả sách nữa. Tặng cả sách. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Thì các cái khóa học của thầy đều đã có cái video hướng dẫn rồi. Các bạn muốn tham khảo thì các bạn cứ vào đó tham khảo. Còn muốn đăng ký thì hãy inbox cho thầy, được chưa? Đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn ví dụ 1 nhá. Ví dụ 1 này các em ơi. Ví dụ 1 nào. Nào, bây giờ thầy cùng các em nốt lại đề bài một chút. Vật dao động trên một cái quỹ đạo dài là 8 cm thì đây này, cái chỗ này người ta chính là cho các bạn L đấy, đúng không? Thầy vừa nói rồi, cái quỹ đạo của vật nó chính là khoảng cách giữa biên dương và biên âm thì nó chính là L. Đấy, và từ đó bạn đi tìm được cho thầy cái biên độ A, đúng không? Nào, tiếp theo. Tần số của dao động là 10 Hz và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định cái phương trình dao động của vật thì người ta nói như này là bạn phải hiểu là chúng ta đang xác định phương trình theo ly độ nhá. Biết thời điểm ban đầu vật đang đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 2 cm theo chiều âm. Đấy, vậy câu này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Nào, các bạn nốt lại đề bài, đọc lại đề bài đi, sau đó thầy sẽ chữa mẫu cho bạn này. Nào, cố gắng lên. Nào, đọc xong đề bài chưa? Thì trước tiên thì các bạn sẽ tính được ngay cho thầy thì nói rồi nhá, muốn viết được một phương trình thì bạn cần đi tìm cho thầy A là một này, đi tìm cho thầy cái gì nhỉ, omega là hai này, và đi tìm cho thầy cái pha ban đầu. Cái pha ban đầu của chúng ta thì các em sẽ sử dụng cho thầy bằng phương pháp đường tròn nhá, được chưa? Nào, thầy sẽ có ngay này, chúng ta có cái chiều dài quỹ đạo rồi, L đây là 8 cm thì L đây chia bằng 2a, và đến đây các em có được ngay cái biên độ dao động là 4 cm, được chưa? Đó là biên độ dao động đấy. Tiếp theo bạn có tần số là 10 Hz rồi thì omega của chúng ta ở đây sẽ bằng 2 πf. Được chưa? Thì bây giờ bạn lấy 2π nhân 10 thì bạn ra ngay là bao nhiêu nhỉ? Là bằng 20π. Đúng không? Radian trên giây. Đấy, thì cái này về vấn đề là A và omega là chúng ta xong rồi. Nhưng cái xác định về pha thì rất nhiều bạn nó sẽ bị nhầm này. Đấy, còn nhầm như thế nào thì các bạn tập trung nghe thầy gỡ này. Thầy nói rồi, để xác định pha các bạn cứ vẽ cho thầy đường tròn ra. Đó là cách nhanh nhất rồi. Được chưa? Đấy, thì các bạn lưu ý cho thầy đây là ly độ này. Và bây giờ cái biên của chúng ta là 4 này. Thằng này là trừ 4 này. Đúng chưa? Thì bạn nhớ là thời điểm ban đầu của chúng ta thì x đang là trừ 2, nó âm. Nên chúng ta sẽ phải lấy ở vị trí này.
Được chưa? Đây là trừ 2 này. Tuy nhiên các bạn lưu ý là cái vị trí trừ 2 này của chúng ta thì nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Đấy, điểm này và điểm này. Nhưng bây giờ chúng ta phải chọn điểm nào để vật hình chiếu là đi theo chiều âm. Thì nói rồi, ở đây nửa phía trên đường tròn thì hình chiếu vật sẽ chuyển động theo chiều âm. Vậy ở đây cái thời điểm ban đầu chúng ta phải lấy ở phía trên đường tròn như thế này. Đấy, các bạn lưu ý điều này vào thầy, được chưa? Vậy thầy sẽ lấy luôn nhá. Đây là thời điểm ban đầu này. Và nhớ là x bằng trừ 2 sẽ cắt đường tròn hai điểm nhưng chuyển động theo chiều âm thì ta phải lấy ở phía trên. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý vào. Và thầy đã dạy các bạn cách nhẩm góc rất là nhiều lần rồi. Các bạn muốn học tốt vật lý, muốn làm bài tập nhanh thì bạn phải nhuyễn cho thầy vòng tròn lượng giác và phải nhuyễn cho thầy các cái trường đặc biệt. Đây, chúng ta có độ dài cạnh này là 2, chúng ta có bán kính là 4 thì các bạn ơi, các bạn có nhầm cái góc này không? Thầy nói hôm trước rồi, đã dạy các bạn rồi, nếu trong tỷ lệ giữa x và a là 1/2 thì góc ở đây chắc chắn sẽ là góc 60 độ. Được chưa? Nhưng ở đây thầy chỉ cho bạn này, cái các bạn hay bị sai ở đây là gì? Đây, cái bạn sai này. Nào, cái các bạn sai ở đây là bạn không đúng cái nguyên tắc lấy pha thầy. Rất nhiều bạn đây là xác định là vị trí này ở bên trên đường tròn đúng rồi, pha nó dương rồi, nhưng các bạn lấy cái pha ban đầu ở đây nó đang là bằng 60, 60 độ là pi trên 3. Thì cái này nó sai vì sao? Mặc dù góc ở đây là góc 30 độ, à góc 60 độ, nhưng cái pha của chúng ta thì không phải là góc, là pha không phải là pi trên 3. Vì sao? Nguyên tắc lấy pha thì nó phải là góc hợp bởi bán kính tại thời điểm ta xét. Vậy là ở đây chỉ là thời điểm ban đầu và cái chiều dương của trục OX thì nguyên tắc lấy pha nó phải là góc này. Đó, vị trí này đang ở phía nửa trên thì pha nó dương. Vậy ở đây cái pha ban đầu nó là bao nhiêu, các em thử comment lên giúp thầy nào. Đây, cái pha ban đầu của chúng ta ở đây thì nó không phải là 60 mà nó phải là 120 độ. Đấy, các bạn phải chú ý điều đó vào. Được chưa? Phải hiểu rõ vấn đề vào thì mới làm được bài tập nhanh. Được chưa? Đúng nguyên tắc lấy pha nó là góc hợp bởi bán kính tại thời điểm ban đầu với chiều dương của trục OX. Phải đúng nguyên tắc thì mới làm được, được chưa? Đấy, mới đầu học chưa nhuyễn thì cứ phải vẽ vào đây nguyên tắc lấy pha này. Đây nó góc này, các bạn chú ý vào thầy nhá, nó chính là góc này này. Đấy, phải chuẩn vào, được chưa? Thì đúng ở đây của chúng ta thì pha đây, đúng này. Các bạn chú ý cho thầy nhá, cái đúng ở đây là gì? Đấy. Đúng ở đây thì pha của chúng ta ban đầu nó sẽ phải là 120 độ. Mà bạn muốn đổi sang radian thì bạn sẽ nhân pi và chia 180 thì nó đây nhá. Ở đây x độ này, muốn đổi sang radian thì bạn sẽ lấy x nhân 1 nhân pi. Sau đó các bạn chia là 180 cho thầy. Đó, thì 120 các bạn muốn đổi sang radian đây thì sẽ là bằng 2 pi trên 3. Được chưa? Và thầy sẽ có cái phương trình như sau, x bằng 4 cos Omega là 20 pi t, các bạn cộng với cả 2 pi chia 3. Thì đây là chính là cái phương trình của chúng ta và đơn vị nữa cho đầy đủ là cm. Ok chưa? Đó. Thì đây là cái phương trình nhá. Các có hiểu không nhỉ? Phương trình của chúng ta x bằng 4 cos mở ngoặc 20 pi t cộng 2 pi chia 3. Đấy. Học với thầy thì luôn chỉ cho bạn mà cái các bạn hay bị sai, cái các bạn hay bị sai ở đây là các bạn cứ lấy góc 60 này sai này. Đó là nguyên tắc rồi. Được chưa? Nào, thì đó là cái ví dụ 1. Ví dụ 2 nhá. Ví dụ 2 này. Nào, ví dụ 2 với thầy. Chúng ta có một vật dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật đang là bằng 40 cm trên giây. Thì thầy hỏi các bạn như sau. Tại cái vị trí cân bằng thì cái vận tốc của vật nó là gì? Cái này các bạn học từ phần lý thuyết rồi nhá. Vận tốc của vật ở đây nó sẽ là Vmax. Vmax là 40 cm trên giây. Các bạn bạn đọc đề bài mà bạn không biết đây là Vmax là nhiều khi bạn sẽ bị sai ngay đấy nhá. Các bạn chú ý vào thầy. Được chưa? Tiếp tục này. Gia tốc cực đại của vật là 1,6 m trên giây bình phương. Thì các bạn phải để ý cho thầy một chút. Thằng Vmax của chúng ta đang là 40 cm trên giây. Còn thằng gia tốc của chúng ta đang là 1,6 m trên giây bình phương. Thì thứ nhất là về phần đơn vị của chúng là chưa cùng với nhau. Lên ở đây bạn phải đổi cái thằng này ra cm trên giây bình bằng cách các bạn nhân thêm 100 vào cho thầy nhá. Được chưa? Nào, đề bài yêu cầu chúng ta là viết phương trình dao động của vật. Lấy gốc thời gian chính là thời điểm ban đầu đấy, là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Đấy. Nào, suy nghĩ đi và giải quyết đi xem câu này các bạn làm ra kết quả là bao nhiêu. Đấy, thì các bạn lưu ý này, chúng ta có những cái gì? Thời điểm ban đầu là lúc t bằng 0 này thì vật đi qua vị trí cân bằng và vị trí cân bằng chính là x bằng 0. Được chưa? Và chuyển động theo chiều dương tức là vận tốc khi đó sẽ lớn hơn 0. Đấy, bài toán này chúng ta thì khó hơn ví dụ 1 vì chúng ta không thể nào suy ra ngay được thằng biên độ đúng không?
và các bạn phải vận dụng theo thằng Vmax, viết công thức Vmax cho thầy. Được chưa? Nào, ra được phương trình chưa nhỉ? Các bạn viết ra nhé, các bạn phải viết Vmax ra, bạn phải viết Amax ra thì các bạn mới ra được đúng không? Thì các bạn nhớ cho thầy này, tại cái vị trí cân bằng. Được chưa? Thì cái vận tốc của chúng ta đó chính là Vmax. Và Vmax ở đây được tính bằng A nhân Omega. Viết nó ra là các bạn ra ngay, đúng chưa? Tiếp tục, bây giờ đề bài lại có tiếp này, mặt khác. Thì đề bài lại cho chúng ta Amax nữa, gia tốc cực đại nữa. Thì gia tốc cực đại đây là A Omega bình. Đó, các bạn cố gắng viết nó ra. Thì bây giờ các bạn suy ra được ngay cho thầy cái omega. Omega ở đây thì các bạn sẽ lấy cho thầy A max chia V max, nhưng đừng lấy 1,6 chia nhá, không được đâu. Phải lấy cho thầy là 160 chia cho V max là 40. Thì từ đó các em tìm ra được ngay omega là 4 radian trên giây. Đúng chưa? Đó, có omega rồi thì bây giờ các bạn thiếu cái gì? Thiếu biên độ A. Đúng không? Thì biên độ A chúng ta nhẩm ra ngay. Vì các bạn có V max là 40 rồi mà omega là 4 rồi thì rõ ràng A chúng ta bằng bao nhiêu, có nhầm được không? Đây các bạn suy ra thầy. À, bạn suy ra cái biên độ A của chúng ta ở đây thì các bạn sẽ lấy cho thầy là V max các bạn chia cho A. Đúng không? V max các bạn chia cho A. Đấy thì V max có rồi, omega có rồi thì A quá easy luôn đúng không các em? 40 chia 4 nhầm cũng ra là 10 cm. Đó có thể nói rồi, cái các em hay sai nhất ở đây nó là cái pha dao động, pha ban đầu ấy. Thế giờ muốn xác định pha thì nói rồi, chỉ có dùng đường tròn thôi. Đường tròn là cách nhanh nhất rồi, được chưa? Vẽ đường tròn cho thầy. Ở đây đề bài chưa liên quan đến vận tốc thì các bạn không cần phải đường tròn 30 đâu, chỉ cần sử dụng đường tròn của ly độ thôi là xong. Cho x này. Đấy. Thì các bạn lưu ý cho thầy là cái vị trí cân bằng đây, vị đây là vị trí cân bằng. Thì cái điểm này của chúng ta thì cắt đường tròn tại hai vị trí trên và dưới. Nhưng trong trường hợp này thì vật đang chuyển động theo chiều dương thì bạn phải lấy ở nửa dưới đường tròn. Các bạn phải nhớ nguyên tắc nhé. Toàn bộ nửa phía trên đường tròn là hình chiếu chuyển động theo chiều âm. Toàn bộ nửa phía dưới đường tròn thì hình chiếu sẽ chuyển động theo chiều dương, đúng không? Vậy thì điểm ban đầu thì các bạn phải lấy đây cho thầy. Được chưa? Nào, vậy thì hỏi các bạn cái pha ban đầu của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Nào, đến đây quan trọng nhất là bạn phải có được cái pha ban đầu. Đấy, thì bạn lưu ý này, nguyên tắc lấy pha nó rồi, góc hợp bởi bán kính tại vị trí ta xét và chiều dương của trục OX. Và góc này của chúng ta là góc 90, tuy nhiên cái điểm ta xét đang ở nửa phía dưới đường tròn, nên cái pha dao động nó âm. Pha dao động nó âm nhé, nửa dưới đường tròn thì pha dao động là âm. Lên đến đây bạn phải lấy là trừ 90. Mà trừ 90 độ ta đổi sang sẽ là trừ pi trên 2. Được chưa? Và các em có ngay được cái phương trình dao động x bằng 10 cos. Được chưa? Mở ngoặc 4t, các em trừ đi pi trên 2. Và đơn vị là cm. Thì đây chính là cái phương trình của chúng ta. Các bạn có hiểu không? Đó, lưu ý vào thôi. Nhớ nhá, điểm ta xét ở phía dưới lên cái pha dao động của chúng ta thì nó sẽ âm. Nhớ kỹ đó vào. Và cái góc ở đây chúng ta cái pha ở đây này, nó là góc này. Đó. Góc 90 nhưng mà nó ở phía dưới lên phải lấy là trừ 90 cho thầy nhá. Được chưa? Thì đó là cái ví dụ 2. Nào, ví dụ 3. Khó dần này, các ví dụ nó sẽ khó dần lên nhá. Thì các bạn tập trung vào thầy này, ví dụ 3. Nào, ví dụ 3 thì các bạn chọn đáp án gì đây? Một vật dao động điều hòa trên trục OX quanh vị trí cân bằng O trong khoảng thời gian là 31,4 giây thì chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Biết T bằng 0 là vật đi qua vị trí có ly độ là 2 căn 3, có ly độ là 2 căn 3 cm theo chiều dương với tốc độ là 40 cm trên giây. Lấy pi bằng 3,14 và đề bài yêu cầu chúng ta là viết phương trình dao động của vật, tức là viết phương trình theo ly độ ấy, đúng chưa? Đấy, thì bây giờ các bạn phải xử lý cho thầy đề bài. Đề bài bắt đầu nó có nhiều dữ kiện hơn rồi, bắt chúng ta phải xử lý dữ kiện, đúng không? Đây, thì bạn nhớ này, ở đây chúng ta có khoảng thời gian là 3,14 giây. Đấy, chúng ta có này, trong khoảng thời gian tức là delta T bằng 31,4 giây. Đúng chưa? Thì vật của chúng ta thực hiện được bao nhiêu đây? 100 dao động. Được chưa? Tức là N là 100. Đấy, và từ đấy các bạn sẽ tính được cái gì? Thì cái này chúng ta sẽ tính được cái gì các bạn còn nhớ không? Tính được chu kỳ đấy.
Vì chu kỳ của chúng ta được tính bằng gì? Chu kỳ là số, là khoảng thời gian, là thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Vậy ở đây để tính chu kỳ thì chúng ta sẽ lấy delta t chia cho n, tức là chúng ta sẽ lấy khoảng thời gian chia cho số dao động vật thực hiện được trong khoảng thời gian đó. Thì cái công thức này là công thức đầu tiên của vật lý, được chưa? Của vật lý lớp 11 sẽ dạy các bạn rồi. Chờ khoảng thời gian và số dao động thì khi đó ta sẽ lấy chu kỳ tính nào? Chu kỳ bằng delta t kem chia cho n, đúng không? Đó, chu kỳ này thì được tính bằng delta t các bạn chia cho n. Đó, thì bạn tìm được ra ngay chu kỳ này. Delta t chúng ta có rồi, 31,4, đúng chưa? Các bạn chia cho 100. Đấy, nào bấm đi cho thầy ra bao nhiêu nào. 31,4 chia 100 thì bạn tìm ra là 0,314. Đấy, 0,314 giây. Thế từ đó các bạn suy ra lực luôn cho thầy omega đi. Đấy, nhưng người ta có một câu này, người ta lấy pi bằng 3,14 này thì chắc chắn omega sẽ đẹp luôn. Vì chu kỳ của chúng ta đang là 0,314. Đấy. Nào suy nghĩ một chút nha, đọc lướt qua đề bài đi. Đấy, xem đáp án là cái gì. Nào gọi tính omega thầy đi. Nào tính omega luôn nhé. Omega của chúng ta ở đây là 2pi các bạn chia ra chu kỳ đúng không? 2pi các bạn chia t. Đấy thì bây giờ bạn lưu ý là bạn lấy pi bằng 3,14 cho thầy. Đúng chưa? Ta lấy này, đây thì bấm luôn máy tính cho nhanh nhá. 2 nhân 3,14 các bạn nhớ lấy pi bằng 3,14 nhá, chia cho 0,314 thì bạn tìm ra omega ở đây là bằng 20 radian trên giây, rất đẹp luôn. Đấy, ta có được omega rồi. Đúng không? Sau đó thì đọc tiếp đề bài này, tại thời điểm ban đầu. Đây, tại thời điểm t bằng 0 thì chúng ta lại thấy là ly độ của vật và vận tốc của vật. Thì ở đây các bạn chỉ có một công thức duy nhất để bạn gắn kết nó thôi. Đây, chúng ta có ly độ của vật tại thời điểm ban đầu. Chúng ta có vận tốc của vật tại thời điểm ban đầu. Thì để gắn kết x và v tại một thời điểm thì chúng ta chỉ có một hệ thức độc lập duy nhất. Phải nhớ nhá, ở đây không có công thức thứ hai để gắn kết nó. Nếu đề bài cho x và v tại một thời điểm thì phải dùng ngay hệ thức độc lập để gắn kết nó lại với nhau thầy. Được chưa? Thì bây giờ các bạn có ngay này. A bình bằng x bình các bạn cộng với cả v bình kem chia cho omega bình phương. Và từ đó các bạn tìm được ra ngay cái biên độ dao động cho thầy. Được chưa? X ở đây là 2 căn 3 bình phương. V của chúng ta bạn lấy là 40. Omega vừa tính ra là 20 bình phương. Và đến đây các bạn cầm máy tính lên bấm thật nhanh cho thầy cái A là bao nhiêu. Nào, A bao nhiêu đây? Cầm máy tính lên bấm nhá. 2 căn 3 bình này. 2 căn 3 bình cộng với cả 2 bình căn ra thì A là 4 cm. Chúng ta lại có được cái biên độ A rồi. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta thiếu cái pha ban đầu. Thì bây giờ chúng ta lại vẽ được tròn ra để xác định pha ban đầu thôi. Đúng chưa? Nào, bây thời điểm ban đầu thì vật của chúng ta đang có ly độ dương này. Đây, có ly độ để bài cho rõ là có ly độ là 2 căn 3, tức là ly độ đang là dương, đúng chưa? Thì đây, biên độ của chúng ta là 4 rồi. Thì ly độ dương thì chúng ta sẽ phải lấy ở miền dương nhá. Thì đây, vị trí này của chúng ta đang là 2 căn 3. Và vật chuyển động theo chiều dương thì bạn nhớ là cái 2 căn 3 để cắt đường tròn tại hai điểm. Nhưng chuyển động theo chiều dương thì chúng ta phải lấy ở bên phía dưới này. Thì đây chính là thời điểm ban đầu T0. Đấy, các bạn lưu ý đó mà. Được chưa? Nào, vậy đây ta lấy dưới này chiếu lên này đó, đây nó chính là thời điểm ban đầu. Nào vậy cái góc ở đây bạn có nhìn ra được nhanh không, góc là bao nhiêu đây? Thế nói rồi này, ở đây đang là 2 căn 3, cái này của chúng ta nó là bằng 4 thì 2 căn 3 chia 4 thì nó chính là căn 3 chia 2, và có căn 3 trên 2 thì góc này của chúng ta chính là góc 30 độ. Còn nếu các bạn không nhẩm được thì bạn ấn shift code của căn 3 trên 2, mà shift code của căn 3 trên 2 chính là góc 30. Còn phải nhớ mẹo thầy dạy hôm bữa trước rồi, cứ tỷ lệ có căn 3 chắc chắn góc sẽ là 30, không cần phải xét, được chưa? Thì góc này của thầy là góc 30 độ. Đấy, nhưng ở đây pha là pha vì góc nó khác nhau nhé. Góc thì là 30 đấy, nhưng mà pha sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? Nào, quan trọng nhất là bạn phải xác định cho thầy thật chính xác pha ban đầu. Bạn nào ở đây mà lấy pha ban đầu là 30 độ, tức là pi trên 6 thì sai. Vì cái điểm chúng ta xét đang ở phía nửa dưới đường tròn nên pha dao động sẽ âm. Và âm bao nhiêu? Đây, góc ở bởi đây. Thì âm phải là âm 30, đúng không? Âm 30 độ. Đấy, chứ không phải là dương 30 đâu. Các bạn chú ý vào. Được chưa nhỉ? Thì cái pha chúng ta là trừ 30. Mà trừ 30 chính là trừ pi trên 6. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta sẽ có cái phương trình x bằng
4 cos này, omega là 20t, các bạn trừ đi pi trên 6 rồi thầy. Đấy, trừ đi pi trên 6. Đơn vị là cm, thì đây nó chính là cái phương trình của chúng ta. Được chưa nhỉ? Thì đó là cái ví dụ 3 nhá. Đấy, lưu ý mà, nó khó dần hơn rồi. Được chưa? Đó, tiếp theo, ví dụ 4 nào. Đó, ví dụ 3 xong nhá. Tiếp theo, ví dụ 4 này. Ví dụ 4 của chúng ta. Nào, ví dụ 4 thì sao đây? Chúng ta có một vật dao động điều hòa với cái tần số là bằng 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu thì vật của chúng ta có ly độ là trừ 2 căn 3 cm và đang chuyển động nhanh dần. Nhớ này, ở đây có một điểm khác là đề bài đang nói là chuyển động nhanh dần. Vì sao không phải là nhanh dần đều thì nói rồi. Ở đây trong dao động điều hòa thì cái thằng gia tốc của chúng ta nó thay đổi theo thời gian nên không thể nào là biến đổi đều được mà chỉ là chuyển động nhanh dần hoặc chậm dần thôi. Đúng chưa? Đó, với cái tốc độ là 12 pi cm trên giây. Và đề bài yêu cầu là viết phương trình dao động của vận tốc nhé. À, đây là của vận tốc và gia tốc này. Đấy. Ở đây không viết ly độ nữa mà viết phương trình của vận tốc và gia tốc. Nhưng trước tiên thì các bạn cứ viết phương trình của ly độ đã. Vì muốn có được phương trình của vận tốc hay có phương trình của gia tốc thì các em cần phải có phương trình của ly độ đầu tiên đã. Thì cứ viết cho thầy phương trình của ly độ đi. Sau đó chúng ta đổi sang gia tốc và đổi sang vận tốc sau. Được không nhỉ? Đấy, suy nghĩ đi. Xem ta giải quyết câu này như thế nào. Đã suy nghĩ một lúc nha, sau đó thầy gỡ cho. Ví dụ 4 này. Này, các bạn đã nghĩ ra được cái ví dụ 4 chưa? Ví dụ 4 nó không khó quá đâu nhá. Nào, đầu tiên thì các bạn sẽ tính cho thầy luôn omega này. Chúng ta có tần số rồi thì omega của chúng ta ở đây là bằng 2πf. Đúng chưa? Đó, f ở đây là 1 Hz thì omega của chúng ta sẽ là bằng 2π luôn. Đấy, 2π, được chưa? Radian trên giây. Vậy bây giờ chúng ta lại phải xét xem là biên độ là bao nhiêu này. Thì các bạn thấy rất rõ này. Bây giờ chúng ta thấy là tại thời điểm ban đầu, tức là t bằng 0, thì đề bài lại cho chúng ta là ly độ x đang là trừ 2 căn 3, tức là lại có x và v. Thì các bạn cứ đọc đến đề bài mà đề bài cho x và v thì phải lập tức suy ra ngay hệ thức độc lập để gắn kết ly độ và vận tốc tại một thời điểm ngay. Đó là cái nguyên tắc cơ bản nhất để bạn làm, đúng chưa? Đó, vậy ta có ngay A này. A bình thì bằng x bình, thầy thay số luôn nhá. X ở đây là trừ 2 căn 3 bình phương. Cộng với cả V bình chia omega bình. Thì V ở đây là 12π. Omega của chúng ta ở đây là 2π. Tất cả bình phương. Và từ đây các bạn bấm thật chuẩn cho thầy xem cái A nó sẽ là bao nhiêu. Nào, biên độ là bao nhiêu này. Trừ 2 căn 3 tất cả bình. Cộng với cả 12 chia 2 tất cả bình. Thì bây giờ A bình là 48. Thì căn ra thì A của chúng ta là 4 căn 3. Đấy, 4 căn 3 cm. Thì đó chính là cái biên độ của chúng ta. Thì các bạn lưu ý này, đừng vội vàng nhìn cái ly độ có căn 3 mà kết luận góc 30 là sai đấy nhá. Phải so sánh ly độ với biên độ của thầy. Nhưng mà trong trường hợp này thì bạn thấy là khi ta lập tỷ lệ giữa x và a thì nó không còn căn 3 nữa mà nó là 1 phần 2. Nên ở đây góc của chúng ta là góc 60. Nhưng mà góc với pha thì nó khác nhau thì phải lưu ý cho thầy vào. Được chưa? Đó, bây giờ ta sẽ phải vẽ cái đường tròn ra một chút. Được chưa? Vẽ đường tròn ra để xác định pha này. Thì bây giờ chúng ta có cái biên độ là 4 căn 3 rồi. X của chúng ta đang âm trừ 2 căn 3 thì ở vị trí này. Đây là trừ 2 căn 3. Và cái vị trí này của chúng ta sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Đúng chưa? Nhưng mà đề bài hỏi chúng ta, đề bài cho là vật chuyển động nhanh dần. Thì vật chuyển động nhanh dần ta sẽ phải lấy điểm nào? Thì các bạn lưu ý với thầy này. Đây, chuyển động nhanh dần. Nhanh dần tức là cái tốc độ của vật phải tăng lên. Các bạn nhớ nhé, nhanh dần tức là tốc độ tăng. Mà tốc độ tăng thì chúng ta sẽ chuyển động về đâu? Chúng ta phải chuyển động về nơi có vị trí, về cái vị trí mà có tốc độ lớn nhất. Mà vị trí mà có tốc độ lớn nhất thì nó là vị trí cân bằng. Nên trong tình huống này, vật của chúng ta sẽ chuyển động về vị trí cân bằng. Nhớ nhá. Vậy bây giờ chúng ta có hai điểm này thì bạn chú ý này. Điểm này của thầy đang chuyển động ra biên.
Đó, con điểm này của thầy đang chuyển động về cân bằng. Lên đến đây các bạn phải lấy ở bên dưới thầy nhá, để cho vật đang chuyển động nhanh dần, được chưa? Đây chính là cái thời điểm ta set. Đó, các bạn chú ý vào. Được chưa? Lưu ý vào một chút nhá. Thì các bạn thấy rất rõ này, góc này, cái này là 4, cái này là 2 cân 3, cái này là 4 cân 3 thì góc này là 60. Đó, nhưng bạn nào mà lấy pha ban đầu là 60 hay trừ 60 cũng bị sai. Vì nguyên tắc lấy pha đó là góc là bởi bán kính và cái chiều dương trục x, tức là góc này. Và góc này sẽ là 120 nhưng pha của chúng ta đang âm vì bên dưới đường tròn. Nên chúng ta sẽ phải lấy là trừ 2π trên 3. Thì đó là cái pha của chúng ta. Đấy, các bạn lưu ý vào thầy. Được chưa? Thì bây giờ thầy có cái pha ban đầu này. Thì sẽ là trừ 120. Và đổi sang thì nó sẽ là trừ 2π trên 3. Được chưa? Và chúng ta sẽ có cái phương trình của ly độ x bằng 4 căn 3 cos omega chúng ta là 2π t. Các bạn trừ đi 2π trên 3. Đấy, thì đó chính là cái phương trình của ly độ. Nhưng bài tập này của chúng ta thì đề bài yêu cầu chúng ta là viết phương trình của gì đây? Của vận tốc và của gia tốc cơ. Đấy, lên đến đây các bạn sẽ phải làm như thế nào thì các bạn lưu ý thầy. Phương trình tổng quát của vận tốc là gì? V thì nó phải là V max. Được chưa? Nhân với cả cos omega t. Các bạn cộng với cả pha ban đầu của vận tốc. Thầy nói cái này rất nhiều lần rồi. Muốn ở trong dạng điều hòa, muốn viết phương trình thì chúng ta sẽ phải làm sao? V bằng giá trị lớn nhất của nó là V max nhân cos mở ngoặc omega t cộng pha của V. Vậy V max chúng ta có thể nhẩm rất dễ dàng vì chúng ta có A rồi, ta có omega rồi. V max thay bằng A omega. Thì đây là 4 căn 3, các bạn nhân với cả 2π thì bạn ra là 8π căn 3. Đúng chưa? Thì đây nó chính là V max. Còn omega của chúng ta thì bạn nhớ là vận tốc biến thiên điều hòa cùng tốc độ góc với ly độ thì omega là 2π rồi. Còn cái pha ban đầu của vận tốc thì các bạn lưu ý thầy là vận tốc sẽ nhanh pha hơn ly độ một góc là π trên 2. Vậy pha ban đầu của vận tốc chúng ta sẽ lấy pha ban đầu của ly độ và cộng π trên 2. Đó, cái này đã nói rất nhiều lần rồi. Mà pha ban đầu của ly độ đang là trừ 2π trên 3. Các bạn cộng thêm π trên 2 thầy. Đúng chưa? Đấy. Thì các bạn ra ngay là trừ pi trên 6. Đấy, các bạn lưu ý vào chúng ta thì nhầm được mà. Nào, vậy thầy viết luôn này. V max ở đây sẽ là bằng 4 căn 3 nhân 2 pi là 8 pi căn 3. Nhân cos để chưa? 2 pi t cộng pha ban đầu của vận tốc thì nói lại này. Pha ban đầu của vận tốc các bạn lấy pha ban đầu của ly độ là trừ 2 pi trên 3. Các bạn cộng pi trên 2 thầy là xong ngay. Bây giờ phải linh hoạt lên. Trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 2 thì nó sẽ là trừ pi trên 6. Chưa? Trừ pi trên 6. Đó, chú ý vào. Trừ pi trên 6. Và đơn vị ở đây là cm trên giây. Đấy, thì đây nó chính là cái phương trình của phần vận tốc nhá. Các bạn lưu ý thầy và. Được chưa? V bằng 8π căn 3 cos mở ngoặc 2π t trừ pi trên 6. Nào, tiếp theo là phương trình của gia tốc thì sao? Các em lưu ý thầy này, A của chúng ta thì tính bằng A max nhân với cả cos, đúng chưa? Omega t, các bạn cộng với cả pha ban đầu của gia tốc. Đó, các bạn lưu ý vào. A max chúng ta thay ngay, đúng chưa? Đây, A max thì các bạn có thể thay ngay bằng A nhân omega bình. Đấy, nhân cos này, omega t ta có rồi, để tẹo nó thay sau. Vậy pha ban đầu của gia tốc thì ta làm nào? Bạn nhớ là gia tốc biến thiên điều hòa nhanh pha hơn ly độ một góc là pi, tức là nhanh pha hơn ly độ một góc là pi. Vậy bây giờ muốn ra pha ban đầu của thằng gia tốc thì chúng ta sẽ lấy pha ban đầu của thằng ly độ, các bạn cộng thêm pi vào giúp cho thầy. Được chưa? Đó, xong ngay. Nào, vậy bây giờ các bạn lưu ý này. Thằng A này của chúng ta thì đề bài đang cho đây nhá một chút này, vì hết chỗ này. Các bạn lưu ý này. A là 4 căn 3. Đúng chưa? Omega ở đây thì bạn lấy cho thầy là 4 là bằng 2π. 2π nhưng mà π ở đây muốn đẹp ta thay bằng căn 10 cho thầy. Tập dần thói quen nhá, đề bài có không? Đề bài không có thì bây giờ thầy sẽ cho bạn thêm này. Lấy π bình bằng 10. Lấy π bình bằng 10. Đấy. Thì các bạn nhớ là π bình bằng 10 thì bạn suy ra ngay π sẽ là bằng căn 10. Lấy như vậy thì số nó mới đẹp được. Được chưa? Đấy, thì bây giờ bạn nhân thử vào thầy mà xem này, bạn nhân vào thầy nhá. Bạn lấy 4 căn 3 này
Đúng chưa? Bạn nhân với cả omega bình tức là 4. Omega bình tức là 2pi tất cả bình. Thì 2pi tất cả bình nó chính là 4 nhân với cả pi bình. Mà pi bình bạn thay bằng 10 luôn thầy. Đó, thì bây giờ bạn có ngay 4 căn 3 nhân 4 nhân 10 thì bạn sẽ ra là 160. 160 đây, nháp chút nha, 160 căn 3. Đó, 160 căn 3 cm trên dây bình. Hiểu vấn đề không? Rồi, vậy thì thay số 3 có này 160 căn 3 cos omega ở đây cũng là 2πt. Bây giờ các bạn lấy 2 trừ 2π trên 3. Các bạn cộng thêm một góc pi vào thầy thì bạn ra ngay là dương pi trên 6. À, đúng không? À dương pi trên 3. Các bạn nhớ này, bạn lấy trừ 2π trên 3, các em cộng thêm pi vào thì các em ra ngay là dương pi trên 3. Vậy chúng ta cộng với cả pi trên 3. Đấy, và đơn vị ở đây nó là cm trên dây bình phương. Các bạn chú ý vào. Thì đó chính là cái phương trình của thằng gia tốc. Đấy, lưu ý vào thầy nhá. 160 căn 3 cos mở ngoặc 2 pi t cộng với cả pi trên 3. Đơn vị là cm trên dây bình phương. Thì đó là cái ví dụ 4 của chúng ta. Đấy, các bạn lưu ý vào. Các bạn cứ nhớ cho thầy này. Cái phương trình tổng quát của vận tốc thì V bằng gì đây? V bằng V max nhân cos omega t cộng pha của V. Được chưa? Vậy muốn có phương trình của vận tốc ta cần đi tìm V max và ta cần phải đi tìm pha ban đầu của V thì cứ nhớ rất đơn giản. Pha ban đầu của V ta lấy pha ban đầu của x cộng pi trên 2 là xong. Đúng chưa? Còn phương trình của gia tốc thì dạng tổng quát thì A bằng A max nhân cos omega t cộng pha ban đầu của gia tốc. Thì A max thì được thay bằng ngay A omega bình. Đúng chưa? Còn để có được pha ban đầu của gia tốc thì bạn cứ lấy pha ban đầu của ly độ kem cộng pi cộng với cặp pi cho thầy. Đó, cộng với cặp pi cho thầy một cái là ra ngay. Được chưa? Thì đó là cái ví dụ 4 của chúng ta. Có ok không nào? Đó, các bạn có lăn tăn gì không? Đó là ví dụ 4 nhá. Đấy, nó khó dần lên rồi. Được chưa? Đó, ví dụ 5. Ví dụ 5 thì lại khó tiếp một chút này. Nào, ví dụ 5 nhá. Xem bạn nào chinh phục được ví dụ 5 này. Nào, ví dụ 5 của chúng ta này. Một vật dao động điều hòa khi ly độ của vật. Đây, khi ly độ, khi vật nhá, khi vật có ly độ này. Khi vật có ly độ x1 là 6 cm thì V1 là 8π cm trên dây. Còn khi vật có ly độ x2 là 8 cm thì V2 là 6π căn 2, à 6π cm trên dây. Biết tại thời điểm T bằng 13 phần 12 giây. Đấy, cái này khó hơn này. Thì vật đang chuyển động chậm dần đi qua vị trí có ly độ là 5 căn 3 cm. Vậy các bạn lưu ý là ở đây cái khó là người ta chưa cho bạn biết thời điểm ban đầu và ở đâu. Cái thời điểm này không phải là thời điểm ban đầu nhá. Vì thời điểm ban đầu nó là lúc t bằng 0. Vậy cái thời điểm t bằng 13 phần 12 giây này nó là thời điểm phía sau, tức là thời điểm tiếp theo của thời điểm ban đầu. Đấy, vậy bài toán này nó sẽ có một cái khó là người ta chưa cho biết bạn biết là thời điểm ban đầu vật của chúng ta nó ở cái vị trí nào. Đấy, thì các bạn suy nghĩ một chút nha, sau đó thầy gỡ cho này. Nào, vậy câu này thì các em sẽ giải quyết nó như thế nào nhỉ các bạn ơi? Bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng hệ thức độc lập hai lần liền. Vì sao? Vì thứ nhất là chúng ta có ly độ x1 và v1, tức là chúng ta sẽ có vận tốc và ly độ của vật tại thời điểm t1. Rồi chúng ta lại có ly độ và vận tốc của vật tại thời điểm t2. Vậy chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng hệ thức độc lập hai lần liền. Đấy, nhớ nhá, sử dụng hệ thức độc lập hai lần liền. Đấy, các bạn chú ý mà. Vậy chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì các bạn tập trung xem để gỡ nào. Gỡ này.
Được chưa? Mấu chốt vẫn là phải nhớ là sử dụng hệ thức độc lập thời gian cho thầy. Được chưa nhỉ? Vậy trước tiên thì thầy sẽ có cái gì đây? Đây. Thì thầy có x1 và v1 này. Được chưa? Thì thầy sẽ có hệ thức độc lập đầu tiên, đó chính là a bình bằng x1 bình cộng với cả v1 bình chia cho omega bình phương. Được chưa? Tiếp theo thầy lại có x2 và v2. Thì đây thầy lại viết tiếp là a bình bằng x2 bình cộng với cả v2 bình các bạn chia cho omega bình phương. Thì bạn thấy là cái vế bên trái của chúng ta đang bằng nhau. Thì rõ ràng là vế bên phải chúng ta cũng cho bằng nhau một cái là xong. Đúng không? Vậy đây thầy sẽ cho vế phải bằng nhau nhá. Và thầy suy ra như sau. Đây thầy chọn cái vế phải bằng nhau này. Và thầy thay số luôn cho gọn gàng nhá. X1 bây giờ thì thay bằng 6 bình phương. Cộng với cả V1 bình ở đây là 8 pi. Tất cả bình phương thầy chia cho omega bình. Thì bằng x2 bình cộng v2 bình chia omega bình. Và x2 thì thay luôn là 8 bình phương. Thầy cộng với cả v2 đây là 6 pi. Tất cả bình phương thầy chia cho omega bình phương. Đúng chưa? Đấy, các bạn lưu ý mà. Được không nhỉ? Nào, vậy đến đây thầy sẽ chuyển vế sang một chút này. Thầy chuyển vế nhá. Thì bây giờ thầy đẩy hết omega bình sang một vế này và thầy sẽ có ngay là 8 pi tất cả bình chia cho omega, thì được nhóm chung là omega bình ở dưới nhá, tức là trừ đi trên này là 6 pi tất cả bình. Đó, sau đó thầy chia cho omega bình ở dưới mẫu này. Và từ đó thầy sẽ có ngay được omega bình ngay. Và bên này nó sẽ là 8 bình trừ đi 6 bình. Đúng chưa? Thì bây giờ các bạn có nhìn được cho thầy omega là bao nhiêu không? Đây thầy nhắc một chút nhá. Đến đây thì thầy sẽ đặt chung pi bình ra ngoài. Đúng chưa? Và trong ngoặc ở đây sẽ còn lại là 8 bình trừ đi 6 bình. Thầy chia cho omega bình phương và bằng 8 bình trừ đi 6 bình. Đó. Thì bây giờ bạn có nhìn được omega là bao nhiêu không? Đây là triệt tiêu rồi. Đúng không? Thì omega bình bằng pi bình thì omega bằng pi. Quá là đẹp luôn. Bạn có hiểu vấn đề không? Ở đây thầy rút pi ra nhé. Các bạn lưu ý là những bài tập này các bạn đừng có cho cả pi vào, bạn rút pi ra vì thằng omega của chúng ta rất hay chứa pi. Đấy, kể cả 8 ở đây không phải là 8, không phải là 6. Nó không triệt tiêu được nhưng nguyên tắc là các bạn rút pi cho thầy nha, đây này. Bạn rút pi bình ra, được chưa? Chia cho omega bình này, nó rất đẹp luôn này. Trong này còn lại là 8 bình trừ 6 bình này. Chưa, nhớ kỹ thuật nhá. 8 bình trừ 6 bình. Đó, và ở đây các bạn có ngay được omega của chúng ta bằng pi. Được chưa? Đấy, cái omega là cái gỡ ra mọi thứ luôn. Thế giờ bạn làm thế nào để bạn có được biên độ? Thì bây giờ bạn có thể thay vào x1 v1 để tìm a, hoặc có thể thay bằng x2 v2 để tìm a là xong ngay. Vậy bây giờ thì thay vào x1 v1 nhá, và thầy suy ra a luôn này. Suy ra a luôn. X1 của thầy có rồi là 6 đây a bình này bằng này 6 bình cộng với cả v1, v1 ở đây là 8 pi. Omega của chúng ta là pi nữa, tất cả bình. Thì 6 cộng 8, 6 bình cộng 8 bình là 10 bình. Thì rõ ràng A ở đây là 10 cm. Thì thầy có được biên độ A rồi. Tuy nhiên cái khó bài toán này là chúng ta phải dựa vào cái thời điểm T bằng 13 phần 12 giây để chúng ta xác định xem là cái thời điểm ban đầu vật ở vị trí nào. Vậy trước tiên thì các bạn phải xác định xem là cái thời điểm T bằng 13 phần 12 giây vật đang ở vị trí nào trên đường tròn đã, đúng không? Thì bây giờ các bạn vẽ đường tròn ra thầy. Đây, các bạn vẽ đường tròn ra. Cái biên độ của chúng ta thì là 10. Chú ý nhá, biên độ của chúng ta là 10 này. Và cái ly độ của chúng ta là dương 5 căn 3. Dương 5 căn 3 thì nó ở miền dương này. Và vị trí này cắt đường tròn tại hai điểm. Đấy, nhưng mà vật chuyển động chậm dần. Chuyển động chậm dần thì là phải chuyển động ra biên nhé. Các bạn phải nhớ vào. Được chưa? Chuyển động chậm dần tức là tốc độ của vật giảm xuống, tức là vật phải chuyển động ra đến vị trí có tốc độ nhỏ nhất, mà tốc độ nhỏ nhất thì là tại vị trí biên. Vậy nhớ chuyển động chậm dần là chuyển động ra biên, còn chuyển động nhanh dần là chuyển động về vị trí cân bằng. Phải nhớ nguyên tắc để làm, được chưa? Đây, thì bây giờ thầy sẽ lấy ở vị trí này, chiếu lên, chiếu xuống này. Thì đây nó chính là cái thời điểm T bằng 13 phần 12 giây. Đó chính là thời điểm T. Được chưa? Đấy, và góc bây giờ cậu nhìn ra góc bao nhiêu không? 5 căn 3 với 10. 5 căn 3 với 10 thì chắc chắn góc này của chúng ta sẽ là góc 30 độ rồi. Chắc chắn sẽ là 30, không có gì lăn tăn cả. Được chưa? Đấy, lưu ý vào.
Nào, nhưng bây giờ bạn lưu ý này, ở đây không phải là pha ban đầu là trừ pi n6 nhá, vì cái này nó không phải là thời điểm ban đầu. Các bạn phải nhớ đây nó không phải là thời điểm ban đầu, mà đây nó là thời điểm t. Vậy bây giờ các bạn phải tính tiếp cho thầy là khoảng thời gian từ thời điểm ban đầu đến cái thời điểm t bằng 13 phần 12 giây thì chúng ta cần phải quay một góc bao nhiêu, đúng chưa? Vậy bây giờ các bạn tính cho thầy ngay chu kỳ này. Chu kỳ ở đây bằng 2 pi chia omega. Omega của chúng ta là pi thì chu kỳ là 2 giây. Được chưa? Sau đó các em tính cho thầy khoảng thời gian delta t từ thời điểm ban đầu đến cái thời điểm t đó. Thì ở đây thời điểm ban đầu thì nó bằng 0, còn thời điểm t là 13 phần 12. Đúng chưa? Thì bây giờ bằng alpha nhân t chia 360 độ. Công này đã dạy rồi. Đấy. Và alpha của chúng ta đây, t ở đây là bằng 2 giây chia 360 độ. Được chưa? Đấy, và từ đó các em tìm ra luôn góc quay thầy. Nào, alpha bao nhiêu đây? Các bạn tính cho thầy đi xem alpha bao nhiêu này. 13 phần 12 nhân 360 chia đôi. Thì alpha ở đây là 195 độ. Đấy, các bạn chú ý vào. Vậy bây giờ đã dậy rồi. Ở đây chúng ta đang biết thời điểm T đang nằm ở vị trí này. Chúng ta muốn quay trở về thời điểm ban đầu thì chúng ta phải quay về. Các bạn nhớ nhá, nguyên tắc của đường tròn là chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Ở đây là sao? Khi ta chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, tức là chúng ta phải di chuyển đến thời điểm tiếp theo. Thời điểm tiếp theo là thời điểm phía sau của thằng T này. Đấy, các bạn lưu ý vào. Được chưa? Ví dụ nhá, chúng ta muốn di chuyển đến thời điểm T cộng 0,5 giây đi, giả sử nha, 0,5 giây, thì ta sẽ từ điểm T ta sẽ quay tiếp như này. Đó, quay tiếp. Đúng chưa? Còn ở đây chúng ta muốn xác định thời điểm phía trước của T, tức là thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu là thời điểm phía trước của thời điểm T thì chúng ta sẽ phải quay về một góc là 195 độ. Cái này thì đã nói rất kỹ rồi. Được chưa? Đấy, thì bây giờ từ thời điểm T chúng ta sẽ quay về thời điểm ban đầu và quay về một góc là 195 độ. Vậy chú ý này, 60 tiếp theo là 90, đúng không? Thì 60 này, 90 thì là 150. 150 tức là chúng ta còn thiếu bao nhiêu nữa? 195 tức là thiếu 45 độ nữa, lên trên này 45 độ nữa. Thì đây chính là cái thời điểm ban đầu của chúng ta. Các bạn phải chú ý nhá, thấy có thời điểm ban đầu này. Đây, đây chính là thời điểm ban đầu. Được chưa? Từ thời điểm T, thầy sẽ quay về một góc là 195 độ, đúng không? Thì 60 này, 90 này, 45 này thì chính là 195. Có ok không? Đúng không? Đó, chú ý vào. Thì góc này của thầy là 45 độ. Nhưng mà pha ban đầu của thầy thì cũng không phải là 45. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Được chưa? Có lăn tăn điều gì không? Pha ban đầu của thầy thì nó phải là góc này. Thì nói rồi, pha ban đầu nó là góc được bởi cái bán kính tại cái thời điểm ban đầu và chiều dương của trục OX. Thì đây nó mới là pha ban đầu này. Vậy pha ban đầu của chúng ta phải là dương 135 độ, tức là 3 pi trên 4. Đó, chú ý vào. Đây nó mới là pha ban đầu này. Các bạn học thì phải chắc cho thầy cái lý thuyết vào một chút nhá. Được chưa? Đấy, thì thầy đã có được ngay cái phương trình rồi. Các bạn có lăn tăn điều gì không? Vậy đây thì có ngay pha ban đầu của chúng ta. Đây chính là 3 pi trên 4. 135 độ đấy. Và đây thì có phương trình x bằng 10 cos omega, ở đây là pi t. Thầy cộng với cả 3 pi trên 4 nhá. Hết chỗ mất rồi. Đây, viên đây cộng 3 pi trên 4. Đấy, các bạn tự điền nốt cho thầy nhá. Pha là 3 pi 4 rồi. Thì đây thì viên bên này nhá, cho nó hết chỗ này. X bằng 10 cos pi t cộng với cả 3 pi chia 4. Đấy, phải chú ý vào. Thì đây nó chính là cái phương trình của chúng ta. Được chưa? Đấy. Ok không? Các bạn nhớ nhá, ở đây nó người ta sẽ cho các bạn khó hơn một chút, đó chính là gì? Đó chính là người ta không cho bạn thời điểm ban đầu mà cho bạn một cái thời điểm phía sau của nó. Vậy từ cái thời điểm T bằng 13 phần 12 giây này, các bạn phải quay về, được chưa? Để quay về một góc 135 thì bạn mới biết được thời điểm ban đầu ở đâu. Đấy, các bạn chú ý vào. Thì đó chính là cái ví dụ 5 của chúng ta. Đấy, các bạn lưu ý vào nhá, đó là ví dụ 5. Được không nhỉ? Đấy, các bạn lưu ý vào. Nào, có lăn tăn điều gì không? Ví dụ 5 xong nhá.
Nào, ví dụ 6 này. Ví dụ 6. Nào, ví dụ 6 của chúng ta thì các bạn chọn đáp án ví dụ 6 này khó hơn một chút đúng không? Nào, chúng ta có một chất điểm dao động điều hòa trên cái trục OX. Khi chất điểm của chúng ta đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 30 cm trên giây. Và ở thời điểm ban đầu thì chất điểm của chúng ta đang có vận tốc là 15 cm trên giây. Đề bài nói vận tốc tức là đề bài đang nói cái giá trị của V. Vậy thời điểm ban đầu V của chúng ta đang dương, tức là vật đang chuyển động theo chiều dương của trục OX. Được chưa? Thì gia tốc của nó có giá trị này. Bạn thấy không? Chữ giá trị là 90 căn 3 cm trên giây bình. Và đề bài yêu cầu các em là viết phương trình dao động của vật, là viết phương trình theo ly độ nhé. Được chưa? Đó, giải quyết đi. Xem con này ra đáp án bao nhiêu. Suy nghĩ một chút nha, rồi đó thầy gỡ cho. Nào, ví dụ 6 các bạn có lăn tăn ở chỗ nào không? Các bạn có làm được ví dụ 6 không? Nào, trước tiên thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có V max đúng không? Vì tốc độ của vật tại vị trí cân bằng thì nó chính là V max mà. Đó. Đây, V max. V max của chúng ta đề bài đang cho là 30 cm trên giây. Và V max thì được tính bằng A omega. Đúng chưa? Vậy tiếp theo này, ở thời điểm ban đầu. Được chưa? Thì bạn thấy là đề bài đang cho chúng ta vận tốc và gia tốc. Đấy. Đề bài đang cho chúng ta là vận tốc của vật đang là bằng 15 cm trên giây. Và gia tốc của chúng ta thì đề bài cũng đang cho dương này, có giá trị nhá. Có giá trị tức là gia tốc ở đây đang là giá trị dương. Nếu đề bài cho độ lớn thì tức là bạn phải hiểu nó có thể cộng, có thể trừ. Nhưng ở đây đề bài cho chúng ta là giá trị, tức là người ta nói là thời điểm ban đầu gia tốc của chúng ta đang là dương. Đang là dương, các bạn nhớ điều đó vào thầy nhá. Được chưa? Vậy là tốc của chúng ta là 90 cm trên giây bình phương. Vậy thầy nói rồi, ở đây đề bài đang cho chúng ta là vận tốc và gia tốc tại một thời điểm. Vậy chỉ có một chìa khóa duy nhất để gắn kết chúng lại với nhau, đó chính là các em sử dụng ngay cho thầy hệ thức độc lập thời gian. Nhớ kỹ vào nhá, được chưa nhỉ? Nào, vậy đến đây chúng ta sẽ có hệ thức độc lập thời gian như sau. Mà cái này nó sẽ khó hơn một chút này. Đây, thầy có ngay là A bình. Đúng chưa? Bằng gì nhỉ? A bình ở đây bằng V bình chia cho omega bình cộng với cả A bình và các bạn chia cho omega ngũ 4. Thì các bạn thấy rõ ràng là trong cái phương trình này của chúng ta đang có hai ẩn. Ẩn chính là A và omega. Đây, A và omega chưa có. Nên bây giờ muốn tính được thì bạn phải biến đổi A theo omega hoặc ngược lại. Vậy ta có biến đổi được không? Thì đề bài đang cho chúng ta V max rất là to này. V max thì bằng A omega. Vậy bây giờ thầy sẽ thay thằng biên độ A bằng V max. Được chưa? Chia cho omega. Vậy đây là A bình tức là V max bình chia cho omega bình phương. Thì bây giờ ẩn của chúng ta chỉ là omega thôi. Và bạn thấy là ở dưới mẫu chúng ta có thể triệt tiêu bớt omega bình phương đi. Đúng không? Vậy đến đây các em có ngay được điều như sau. Thầy có là V max bình. Thì sẽ được tính bằng V bình cộng với cả A bình các bạn chia cho omega bình. Nghe này, thầy triệt tiêu omega bình đi thì cái này còn lại ngũ 4 thì triệt tiêu bình đi nó còn lại bình phương. Đúng chưa? Đấy, sau đó thì các bạn thay số vào giúp thầy xem omega của chúng ta nó ra bao nhiêu. Nào, V max của chúng ta thì có rồi, V max ở đây đang là 30. 30 bình phương. V của chúng ta đang là 15 bình phương. A của chúng ta là 90 căn 3, cái này là 90 căn 3 nhá. 90 căn 3 bình, ở chỗ này thầy viết thiếu này. 90 căn 3.
cm trên dây bình nó cùng đơn vị rồi thì không phải đổi đâu nhá. Đó, bạn chia cho omega thầy. Omega bình phương, được chưa? Thì bây giờ các bạn tìm được omega chưa? Nào, tìm omega khẩn trương lên. Thì omega ở đây các bạn tính ra nó sẽ là 6 radian trên giây. 6 radian trên giây nhá, thì đó là omega. Thì có omega rồi, các bạn thì tìm được ra ngay cho thầy cái thằng biên độ A, đúng không? Đó, bạn thay vào Vmax thôi, 30 chia 6 thì A chúng ta là bằng 5. Đó, đây đây các bạn suy được luôn A. A đây là 5 cm. Đấy, các bạn chú ý vào A là 5 nhá. Nào, tiếp theo là bạn đi xét xem là cái pha ban đầu là bao nhiêu, đúng không? Thì bây giờ các bạn vẽ đường tròn cho thầy này, và cái này các bạn muốn nhanh thì các bạn phải sử dụng cho thầy đường tròn đa trục. Được chưa? Đó, đây là trục của V, ở đây trục của X này, đây là trục của V này. Đây, X đây, V đây. Và cái V max của chúng ta thì bài đang cho là 30. Đúng chưa? Đấy, các bạn lưu ý giúp thầy này. Thời điểm ban đầu, vật của chúng ta đang đi qua vị trí có V bằng dương 15. Vận tốc là nói về giá trị của V nhá. Vậy các em nhớ là thời điểm ban đầu, thì bạn nhớ là V của chúng ta đang dương. Và dương bao nhiêu? Dương 15. V ở đây đang là dương 15 cm trên giây. Đó, và chúng ta có gia tốc thì lớn hơn không nữa. Đấy, vậy ở đây chúng ta phải sử dụng thêm trục gia tốc luôn. Bài này mà không biết đường tròn đa trục thầy dạy nhá thì cái này làm nó vất lắm đấy, được chưa? Thì bây giờ bạn nhớ là nhìn cái trục của thằng thằng vận tốc, thì vận tốc dương thì chúng ta sẽ phải lấy ở vị trí này, và dương 15 tức là nửa cạnh này thì cắt đường tròn tại hai điểm. Bạn phải lưu ý vào. Được chưa? Và bây giờ bạn phải lấy điểm nào để cho gia tốc nó dương thì phải suy nghĩ đi. Đã dạy hết rồi. Bạn phải nhìn cái trục của gia tốc ấy, được chưa? Thì cái vị trí V bằng dương 15 nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm, đây và đây. Được chưa? Thì bây giờ bạn chỉ xét đi, nếu bạn lấy điểm này, bạn muốn có gia tốc thì bạn chiếu xuống đây cho thầy. Thì tại vị trí này thì gia tốc của chúng ta nó âm. Chưa, vì cái chiều dương của gia tốc nó sang bên này cơ mà. Đó, nên bây giờ muốn gia tốc nó dương thì bạn phải lấy điểm bên này. Đấy, các bạn lưu ý vào, bạn chiếu lên. Thì rõ ràng đang thuộc cái miền dương của gia tốc mà. Được chưa? Vậy cái thời điểm ban đầu của chúng ta thì vật đang nằm ở vị trí này. Đây là T0. Đấy, các bạn chú ý vào. Vậy các bạn có nhìn được cho thầy góc này là bao nhiêu không? Các bạn chú ý một chút này. Chúng ta có cạnh này là 15 cm trên giây. Chúng ta có cái bán kính là V max. Khi chúng ta sử dụng trục của vận tốc thì bán kính phải là V max là 3 là 30. Thì tỷ lệ là 1/2 lên góc này của chúng ta là góc 60 độ. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Góc này của chúng ta sẽ là góc 60 độ. Các bạn chú ý vào. Nhưng mà pha của chúng ta thì không phải là 60. Pha của chúng ta ở đây thì nó phải là góc ở bởi bán kính tại thời điểm ban đầu và cái chiều dương của trục OX. Thì pha này, đây là pha của chúng ta này. Thì cái góc này của chúng ta là 150 độ, được chưa? Nhưng nó ở cái miền âm, nên ta phải lấy là -150. Đấy, các bạn lưu ý điều này vào nhá. Đã nói quá là nhiều lần từ các ví dụ trên rồi. Đây nó mới là pha này. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có ngay pha ban đầu. Ở đây sẽ là -150 độ và đổi sang sẽ là -5π trên 6. Đấy, các bạn lưu ý vào. Và đến đây thì chúng ta sẽ có cái ly độ x, à cái phương trình của chúng ta sẽ như sau. 5 cos để chưa? Omega là 6t. Các bạn trừ đi 5π trên 6 thầy. Đó, cm. Thì đây chính là cái phương trình của chúng ta. Đó, các bạn lưu ý vào. Được chưa? Thì đó chính là cái ví dụ. Ví dụ 6 của chúng ta. Đó, lưu ý vào nhá. Được chưa? Cũng hay mà. Thì các bạn nhớ hộ thầy thật sâu này. Đề bài cho vận tốc và gia tốc tại một thời điểm. Thì các bạn nhớ là phải gắn kết nó bằng hệ thức độc lập thời gian. Đấy, nhưng mà trong phương trình này của chúng ta đang có hai ẩn thì lại phải cố gắng thay cái thằng A này bằng V max chia omega. Đấy, thì gọi mới ra được, được chưa? Có ok không? Đó là ví dụ 6 nhá. Nào, cái ví dụ 7 của chúng ta thì nó sẽ khó hơn một chút này. Ví dụ 7 nào. Nào, ví dụ 7 nó sẽ khó hơn một chút nhá. Nào, ví dụ 7 các bạn triển khai như thế nào đây? Nào, chúng ta có một vật dao động điều hòa với phương trình liên hệ giữa x và v.
Thì các bạn nhớ này, x và v ở đây nó là liên hệ tại một thời điểm nhá. Thì đề bài đang cho chúng ta nó có dạng phương trình là x bình chia 48 cộng v bình chia cho 0,768, được chưa? Bằng 1. Và đề bài cho rất rõ x đơn vị là cm, còn v đơn vị là mét trên giây, đúng chưa? Lấy pi bình bằng 10. Và tại thời điểm ban đầu thì vật của chúng ta đi qua liên độ là x bằng trừ căn 3, x bằng trừ 2 căn 3 cm và đang đi về vị trí cân bằng. Và đề bài yêu cầu chúng ta đi xét cái phương trình dao động của vật. Đó, xử lý đi cho thầy. Xem câu này các bạn giải quyết như nào. Câu này thì khó ở đây là cái khó của phương trình này này. Các bạn chỉ cần gỡ được cái phương trình này thôi là các bạn ra được ngay cái vấn đề của chúng ta. Nhớ nhá, khó nó là khó cái phương trình. Đó, lưu ý vào thầy, được chưa? Nào, suy nghĩ đi, xem kết quả là bao nhiêu. Nào, cái ví dụ 7 này các em giải quyết là như thế nào đây? Đó, thì bây giờ các bạn phải nhớ cái lý thuyết thầy đã nói rồi. Ở đây vì sao giữa x và v nó có một hệ thức độc lập thời gian? Vì bản chất là x và v nó vuông pha với nhau. Đấy. Các bạn nhớ x và v nó vuông pha với nhau nên nó sẽ có một dạng liên hệ kiểu hệ thức độc lập thời gian ấy và cái dạng bình phương ấy, thì ở đây người ta bắt các bạn sẽ đi từ cái phương trình dạng tổng quát cơ. Đấy, thì các bạn lưu ý này. Độc lập thời gian của chúng ta thì sẽ có dạng là a bình bằng x bình cộng v bình chia omega bình phương. Ở đây muốn đưa cái phương trình này về cái dạng của đề bài thì bạn phải đẩy cho thầy thằng a bình xuống dưới này, đúng chưa? Vậy thì suy ra như sau. Thì sẽ có là x bình chia cho a bình cộng với cả v bình ở dưới mẫu là a bình omega bình thì thay ngay bằng v max bình phương nhé. Vì a omega nó chính là v max mà, nhưng mà bình phương lên thì nó là v max bình và nó bằng 1. Đấy, có hiểu không? Thì đây nó chính là phương trình ở cái dạng tổng quát của chúng ta. Thì bạn phải cho cái phương trình ở tổng quát này giống hệt cái phương trình ở trong đề bài, mà muốn cho nó giống tức là trong tình huống này a bình của chúng ta phải là 48 thì đó chính là tìm ra ngay biên độ a và cái v max bình phương của chúng ta là 0,768. Bài toán kết thúc. Nó chỉ đơn giản thế thôi nhưng các bạn sẽ hay bị sợ bằng một cái phương trình của đề bài. Đây bạn thấy là cái phương trình này khó thế. Phương trình chúng ta làm như nào? Thực ra nó rất là dễ. Học với thầy nó không khó. Đây bản chất nó là hệ thức độc lập thời gian ở dạng tổng quát. Nhưng mà chúng ta chỉ quen cái dạng A bình, được chưa? Bằng X bình cộng V bình chia Omega bình phương. Và muốn đưa nó về dạng tổng quát thì một cái vế phải là một. Và muốn vế này là một thì bạn phải đẩy cho thầy thằng a bình xuống vế bên dưới bên này, tức là chia cả được hai vế cho a bình đó, đúng không? Thì bây giờ ta có ngay, ta nhìn cái ta có ngay đó, ta có ngay một vấn đề này đây, chúng ta có ngay là a bình thì bằng 48, thì bây giờ bạn có ngay được cái biên độ a của chúng ta là căn 48 đúng không? Căn 48 thì bạn có ngay là 4 căn 3, 4 căn 3 đó, chú ý vào cm. Nhưng ở đây bạn phải lưu ý này, cái thằng V này của chúng ta đang đơn vị là mét trên giây, nên cái thằng V max này cũng phải là mét trên giây. Tức là ở đây bạn phải nhớ là thằng V với V max cùng đơn vị, để cho thì nó mới chia được cho nhau. Phải nhớ được đó vào. Vậy ở đây thầy sẽ có ngay là V max bình phương thì đang bằng 0,768. Vậy đến đây các bạn suy ra cho thầy V max bằng bao nhiêu? Bạn căn ra cho thầy. Căn của 0,768 thì bạn có ngay là 4 căn 30. 4 căn 30 chia cho 25 mà đơn vị là mét trên giây. Sau đó các bạn nhân 100 để đổi ra cm trên giây cho thầy. Thì bạn ra là 16 căn 30 cm trên giây. Đúng chưa? Thì bây giờ V max thì bạn thay bằng A omega cho thầy.
Đó, mà A của chúng ta là 4 căn 3. Thì bây giờ bạn suy ra cho thầy omega là bao nhiêu nào? Đây, bạn lấy 16 căn 30, bạn chia cho 4 căn 3. 4 căn 3. Thì bạn ra ngay omega là 4 căn 10. Nhưng mà chúng ta không để là 4 căn 10, mà chúng ta phải tập thói quen là ở đây đề bài cho pi bình bằng 10. Thì rõ ràng căn 10 đây bạn thay hộ thể bằng pi. Đúng chưa? Vậy omega chúng ta là 4 pi. Omega chúng ta đây là 4 pi. Đó, bài toán xong. Xong rồi, chúng ta có A, có omega rồi, chúng ta thiếu mỗi pha thôi. Thì bây giờ đề bài ở cái thời điểm ban đầu đề bài cho rồi. Thời điểm ban đầu vật đang đi qua vị trí x bằng trừ 2 căn 3. Đúng chưa? Thì vẽ đường tròn ra một cái là xong ngay. Đó, x này. Biên độ của chúng ta là 4 căn 3 này. X bằng trừ 2 căn 3, đúng không? Thì nó ở miền âm. Đây, đây là miền âm. Đúng chưa? Và cái vị trí này của chúng ta cắt đường tròn tại hai điểm. Tuy nhiên bạn sẽ lấy điểm nào để cho vật đi về vị trí cân bằng? Thì các bạn lưu ý là nếu bạn lấy điểm này thì vật đang đi ra biên. Nên phải lấy điểm này để nó về cân bằng. Đó. Được chưa? Thì bây giờ ta có ngay được pha ban đầu rồi. Đây là thời điểm ban đầu. Đó thì bạn chú ý là góc này nó là góc 60 nhá. Đừng có thấy căn 3 mà vội khoanh đáp án là 30 là sai đấy. Vì 4 căn 3 với 2 căn 3 thì tỷ lệ là 1 phần 2 nên góc phải là 60. Nhưng mà pha ban đầu của chúng ta thì thầy nói rồi nó góc này. Và đang ở bên dưới đường tròn nên pha ban đầu của chúng ta nó sẽ âm. Được chưa? Vậy thầy sẽ có ngay cái phương trình. X bằng A của chúng ta là 4 căn 3. Cốt omega của chúng ta là 4 pi t. Sau đó các em trừ đi 2 pi trên 3 thôi thầy. Đơn vị là cm. Thì đây nó chính là cái phương trình của chúng ta. Được chưa? Đấy. Thì thầy đã hướng dẫn xong các bạn về cái cách viết phương trình rồi. Thì ở đây các bạn nhớ cho thầy trong cái phần viết phương trình này thì cái nguyên tắc lấy pha ban đầu các bạn phải nhớ giúp thầy. Đúng chưa? Đó. Thì buổi học hôm nay của chúng ta tạm dừng đây nhá. Thì các bạn lưu ý cho thầy là những bạn nào muốn đăng ký khóa online, muốn chúng ta trong một năm tới chúng ta hiệu quả hơn về mặt môn vật lý thì các bạn nên đầu tư cho mình một ít kinh phí để chúng ta đăng ký khóa online của thầy thì nó sẽ đầy đủ hơn rất nhiều luôn. Ở trên YouTube hay các thứ của thầy thì nó chỉ bằng 1 phần 10 của khóa học thôi. Trong khóa học thì nó rất rất đầy đủ luôn. Đấy, đừng có tiếc vì thật sự là khóa online nó sẽ rất là nó ra là cái chi phí nó rất là ít thôi. Đấy, nó không có nhiều. Đó, nhưng có những cái chúng ta phải có trong khóa online nó mới đầy đủ hơn. Thầy vẫn dạy các bạn bình thường nhưng chúng ta sẽ không thể nào bằng khóa online được. Đúng không? Đấy, không học hợp được với thầy có thể đăng ký khóa online với thầy. Đúng chưa? Thì bạn nhớ nhé, muốn đăng ký thì inbox cho thầy. Inbox tại bếp cho thầy. Tại bếp Lý Thầy Quân. Được chưa? Hoặc các em có thể lên Facebook các bạn gõ cho thầy. Facebook của nhân thầy này. Facebook cá nhân của thầy là Vũ Hoàng Quân. Được chưa? Và các bạn nhớ là Facebook của thầy là có tích xanh nhé. Các bạn nhớ là tìm chuẩn Facebook nha. Nó có cái tích xanh ở đây này. Đó, Facebook của thầy là có tích xanh. Các bạn chú ý vào thầy. Nhớ nhá, Facebook của thầy là nó có tích xanh đấy. Nên các bạn phải chú ý tin là đúng không ạ? Đây, có cái tích xanh. Chờ cái tích xám này. Đó, chú ý vào nhá. Nhớ. Rồi, thầy tạm biệt các bạn nhá. Đấy, và thầy cũng rất là mong đợi các bạn sẽ về team của thầy. Đó. Được chưa? Cố gắng về team của thầy nó sẽ hiệu quả hơn vì chúng ta được hỗ trợ 24 trên 7 nữa. Đấy, rất là nhiều tài liệu rồi tất cả các phiếu bài tập các thứ đều có. Ôn tập các thứ đầy đủ lắm. Không thiếu gì cả. Được chưa? Bye bye.